Xin được mời Khánh Tiên nán lại sân khấu một chút xíu. Là ban giám khảo của chúng tôi rất là muốn được nghe các bạn. Nếu các bạn có khả năng nói bằng tiếng Anh thì các bạn có thể thuyết trình một chút xíu với những suy nghĩ của các bạn bằng tiếng Anh được không ạ? Dạ, xin lỗi tụi này vì run quá nên em chưa có kịp nghĩ ra. Sorry. Cảm ơn Khánh Tiên rất nhiều. Thế còn Ban Mai và Gia Hân thì sao ạ? Các bạn có khả năng chia sẻ thêm không ạ? Dạ vâng, xin mời Ban Mai. Chúng ta cùng vỗ tay cho Trần Thị Ban Mai. I think protect the environment is a priority nowadays, and that is the duty of humans and everyone else out there. So if we protect the environment, we are protect our life, our atmosphere, and our people, our family, and that is the necessary things we need to do right now, right here, and we don't need to wait to do that. Thank you. Chúc mừng Ban Mai. Một lần nữa chúc mừng top 3 các bạn đã hoàn thành xuất sắc phần dự thi cuối cùng này. Và đây là phần rất quan trọng để ban giám khảo có thể hội ý và đưa ra số điểm chính xác cho các bạn. Một lần nữa cảm ơn các bạn và chúc mừng các bạn.